Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên hàng bên con đang có một số chậu dendro lá biên. Và cái mặt hoa này nó cũng là mặt hoa chớp nha cô chú. Và hiện tại thì dendro lá biên xanh á, thì nó có nhiều. Nhưng mà cái dòng dendro mekong lá biên này, mặt hoa màu tím này hiện tại rất là ít người có nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và đây là một cái mặt hoa chớp, thấy không? Đó. Đây là một cái dòng mặt hoa lá biên. Lá biên là lá biên trắng, và mặt hoa này cũng là một mặt hoa chớp rất là đẹp nha cô chú. Dendro lá biên chớp rất là đẹp luôn nè. Đây. Mặt hoa cực kỳ dễ thương nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng bên hàng bên con reship rồi, nên các cô chú mình cứ nhanh tay mình đặt hàng ha. Đây. Và tôi đang sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của nó. Đồng giá là 250.000 một chậu nha cô chú. Đây là mekong lá biên. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng bên hàng bên con reship rồi, nên các cô chú mình cứ nhanh tay mình sưu tầm ha. Và đây là cái hình cây của mekong lá biên bên con nha cô chú. Cây này cô chú nhìn nè, nó như cái ngón tay cái luôn, nó rất là mập nha cô chú, nó muốn gấp đôi ngón tay cái luôn á. Đó. Bụi này thì nói chung là cực kỳ nhiều thân và đang lên mầm rất là khỏe nè cô chú. Đây là dòng mekong ha. Và đây là mekong lá biên. Đó. Một số thân vẫn ở đây đi ngọn nè. Lá là cực kỳ đẹp nha cô chú, và rễ cũng bắt đầu đang xì rễ ra rất là khỏe rồi. Cái này mình về cho việc là mình tách ít sơ dừa ra mình trồng lại thôi. Và cái mấy cây này thì nó chung chung nhau cô chú, nó ngang ngửa nhau thôi. Nó tầm khoảng cỡ từ 25 cm, tầm khoảng 25 cm trở lên nha cô chú. Đó. Nói chung là mấy này cũng cây rất là đẹp ha. Đó. Đây. Đây đi ngọn rồi cô chú, rất là đẹp luôn. Đây là mekong lá biên ha. Và số lượng cây này rất ít, và hôm nay thì cũng reship nữa, nên mình không có cần chần chờ gì để mình chờ hết đâu cô chú. Mình cứ nhanh tay mình hốt lẹ hốt nhanh ha. Để mất công hết hàng thì mình không mua được mình tiếc lắm. Cái nào mà có thì mình cứ mua liền. Đây. Và nó chớp luôn cả cái mặt sau nha cô chú. Nó biên luôn cả mặt sau nè, rất là rõ. Đây là dòng mekong lá biên. Mặt hoa là mặt hoa màu tím nha cô chú. Hàng này là hàng chuẩn hoa luôn á. Đó. Đó. Cô thấy thân này không? Gấp đầu của tay cái con cô chú. Và đang lên mầm cực kỳ khỏe luôn nè. Đây là dòng mekong lá biên ha. Đồng giá là 250.000 một chậu nha cô chú. Hôm nay được reship. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ của cửa hàng Hoa Lan đang nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây. Một cái thân này vẫn còn đang đi ngọn nè cô chú thấy không? Rất là đẹp nha cô chú. Đây là dòng mekong lá biên. Đó. Biên lá cực kỳ rõ ha. Rất là đẹp nha cô chú. Đó. Mình cứ nhanh tay mình sưu tầm ha. 250.000 một chậu. Mekong lá biên. Đó.